Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube VNews truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, trong ngày 18 tháng 4, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, cựu chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện Tim Hà Nội và 11 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, các bị cáo được quyền nói lời sau cùng. Bước lên bục khai báo, câu đầu tiên, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn gửi lời cảm ơn các cán bộ y tế tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội và trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh vì trong suốt quá trình bị tạm giam, các bị cáo đã được các thầy thuốc trong trại tạm giam chăm sóc chu đáo. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn nói lời xin lỗi toàn thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Bị cáo giải bày, ngay khi xảy ra sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội, bị cáo đã cảm thấy rất ăn năn. Hành vi của bị cáo đã làm tổn thương họ, làm ảnh hưởng đến uy tín của hai bệnh viện. Thẳng thắn thừa nhận những sai phạm của mình trong vụ án, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn mong các cán bộ, nhân viên y tế của hai bệnh viện mà bị cáo từng làm giám đốc, lấy đó làm bài học đau xót, để họ tránh vấp phải lỗi lầm tương tự, đồng thời mong họ vượt qua khó khăn để chăm sóc tốt hơn nữa cho các bệnh nhân. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn mong hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ nhiều hơn nữa cho các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là 4 cựu cán bộ của Bệnh viện Tim Hà Nội. Theo bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, họ từng là những nhân viên trách nhiệm của bệnh viện, nhưng mắc phải sai phạm này là do lỗi của lãnh đạo gây ra. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn trình bày, nhiều bị cáo đã lớn tuổi, có người bị cao huyết áp, bị tai biến, thoái hóa cột sống và nhiều bệnh khác. Vì thế, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho họ được hưởng mức án thấp nhất. Nói về bản thân mình, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cho biết, bị cáo là học sinh thi đỗ Đại học Y Hà Nội và đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài, nhưng bị cáo đi bộ đội. Sau đó bị cáo được đào tạo y học và vào ngành tim mạch. Quá trình công tác, bị cáo được cử đi Mỹ, đi Pháp và một số nước trong khu vực để tiếp thu, đón nhận những kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến. Mục đích là để chuyển giao công nghệ hiện đại về Việt Nam, phục vụ người bệnh. Theo bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, từ năm 1995, đã có hơn 100 trung tâm tim mạch được thành lập ở nhiều tỉnh thành. Hàng trăm bác sĩ chuyên ngành tim mạch được đào tạo và hàng chục nghìn bệnh nhân được can thiệp tim mạch kịp thời, được cứu chữa trong thời gian ngắn. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn trải lòng, trong quá trình làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bị cáo cùng các đồng nghiệp nhiều lần đi từ thiện, khám và phát hiện nguy cơ bệnh tim mạch cho hàng trăm bệnh nhi. Bị cáo cũng góp tiền ủng hộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi. Sau gần 8 năm làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bị cáo cùng đồng nghiệp đã giúp cho hơn 3.000 cháu bé được trở về cuộc sống với trái tim khỏe mạnh hơn. Tiếp tục nói về những việc đã làm được khi đương chức, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cho biết, bị cáo cũng góp phần đưa Bệnh viện Tim Hà Nội được công nhận là bệnh viện không phong bì, bệnh viện của nụ cười và nhiều kết quả thành tích khác. Dù làm được nhiều điều, nhưng bị cáo cũng nhận thức được sai phạm của mình trong vụ án này và bị cáo không có ngụy biện nào. Trước khi dừng lời, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn mong hội đồng xét xử, xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, bị cáo mong muốn được sớm trở về để tiếp tục đóng góp cho công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là trong ngành tim mạch. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn chịu trách nhiệm chính về sai phạm quy định đấu thầu vật tư, thiết bị y tế, gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn 53 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn được các doanh nghiệp tư nhân tặng quà Tết gồm 10.000 đô la Mỹ, một chai rượu, một hộp xì gà. Khi vụ án xảy ra, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã nộp lại số tiền này và vợ bị cáo tự nguyện nộp 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn từ 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng lần lượt bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Theo các bị cáo, hành vi phạm tội gây ra cũng có phần nôn nóng và thiếu hiểu biết pháp luật. Do đó, các bị cáo đều mong muốn hội đồng xét xử xem xét, áp dụng cho họ mức hình phạt mang tính nhân văn, để họ sớm trở lại, hòa nhập với xã hội, tiếp tục có những đóng góp cho ngành y tế. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 21 tháng 4. Từ vụ án liên quan đến cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho một người tài, một bàn tay vàng trong làng phẫu thuật tim mạch của Việt Nam vì không vượt qua được sự cám dỗ mà đánh mất cả tương lai, sự nghiệp. Cũng có ý kiến cho rằng, sau khi hết hạn tù, ông Tuấn cũng không thể tiếp tục hành nghề y được nữa. Vậy ý kiến này có đúng không? Pháp luật có cho phép bác sĩ được tiếp tục hành nghề sau khi đã vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự?
Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho biết, theo quy định tại Bộ Luật Hình sự, ông Tuấn có thể bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung là bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, việc có áp dụng hình phạt bổ sung đối với vị bác sĩ này hay không, áp dụng hình phạt bổ sung nào thì phải căn cứ vào sự cân nhắc, xem xét, đánh giá của hội đồng xét xử vụ án. Mặt khác, căn cứ điểm G khoản 1 điều 29 Luật Khám chữa bệnh năm 2009, chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 18 của luật này. Theo đó, chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của tòa án, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Theo đó, nếu bị truy tố hoặc bị kết án thì trước hoặc trong thời gian chấp hành hình phạt tù, bác sĩ sẽ bị thu hồi thẻ hành nghề khám chữa bệnh. Khi nào chấp hành xong án phạt tù, bác sĩ Tuấn phải chứng minh đủ các điều kiện để xin cấp lại chứng chỉ hành nghề. Theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định 109/2016 NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ bị thu hồi do người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, gồm đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế, cùng một số giấy tờ khác như văn bằng chuyên môn hay văn bằng cử nhân y khoa. Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ngoài ra, người lao động cao tuổi được quy định cụ thể tại Điều 148 Bộ Luật Lao động năm 2019 như sau. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của bộ luật này. Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không chọn thời gian. Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để đảm bảo quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Hơn nữa, hiện nay, luật khám chữa bệnh không có quy định về việc cấm bác sĩ nghỉ hưu làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Như vậy, sau khi ra tù và thực hiện các thủ tục hành nghề, bác sĩ Tuấn vẫn có thể được hành nghề bác sĩ theo quy định trên. Tuy nhiên, bác sĩ Tuấn cần chú trọng đến thời giờ làm việc cũng như các vấn đề về sức khỏe. Đến đây, chương trình tin tức của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thích chương trình, quý vị cũng đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube VNews Truyền hình Thâm Tấn và cũng đừng quên để lại bình luận về những vấn đề mà quý vị và các bạn mong muốn chúng tôi đề cập tới trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.